Trong dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, trò chuyện với phóng viên Nhân Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã điểm lại những thành quả ấn tượng mà Quảng Ngãi đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua 2022. Đối với cái việc phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta đã đạt 25 trên 25 chỉ tiêu và có 11 chỉ tiêu thì đã vượt. Và có những cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội nó tạo cái dấu ấn rất là quan trọng. Và đây là tiền đề để cho chúng ta tiếp tục tạo cái nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn sau. Để đạt được cái mục tiêu như thế này thì có thể nói rằng là cả hệ thống chính trị đã phải vào cuộc rất là tích cực và ý thức trách nhiệm của tất cả các cấp các ngành đối với sự phát triển của tỉnh để chúng ta nhằm đạt cái mục tiêu như trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Và đối với cái thành quả này thì Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã có tổ chức hội nghị tổng kết. Có những công việc giai đoạn trước chúng ta có thể thực hiện rất khó khăn, nhưng đặc biệt trong năm 2022 với cái sự đồng thuận của người dân và trách nhiệm của cả hệ thống thì chúng ta đã thực hiện thành công các cái nhiệm vụ của mình. Nói về công việc của năm 2023, người đứng đầu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận do nhiều nguyên nhân nên Quảng Ngãi sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng rằng cán bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ vượt khó, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra. Chúng ta phải tiếp tục thông tin, tuyên truyền, truyền thông, tạo sự đồng thuận thống nhất trong cả hệ thống, trong đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc của tỉnh Quảng Ngãi về những chủ trương và những quyết sách của tỉnh trong cái quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Sự hiểu biết và sự tham gia vào cuộc của người dân nó sẽ có yếu tố quyết định cho cái sự thành công của chúng ta trong mỗi công việc. Cái thứ hai nữa là Quảng Ngãi xác định những cái điểm trọng tâm cần phải triển khai. Trong năm 2023, chúng ta sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cái quy hoạch mở rộng khu kinh tế Dung Quốc và quy hoạch tỉnh. Đây là tiền đề, là cơ hội quan trọng để tỉnh xác định những cái động lực mới của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội. Thì chúng ta sẽ có điều kiện mở rộng hơn cho cái sự phát triển công nghiệp của chúng ta một cách bền vững và có cái điều kiện để phát triển cái dịch vụ du lịch, đặc biệt là hạ tầng về dịch vụ và tạo điều kiện cho phát triển du lịch mà là điểm ngãn trong thời gian vừa qua chúng ta đã xác định cái điểm hạn chế và điểm ngãn của mình. Làm thế nào để chúng ta tạo được tốt cái sự đồng thuận, cái sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị cho chúng ta trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm 2023, chúng ta sẽ khắc phục được những cái điểm ngãn của mình, những cái điểm còn tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội để chúng ta thực sự có một năm vượt lên. Và tôi cũng tin tưởng rằng là với sự quyết tâm như thế, đặc biệt là sẽ có những sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tổ chức bộ máy cán bộ, chúng ta sẽ tạo cái điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi có cái sự phát triển tốt hơn trong năm 2023 cũng như những năm còn lại của nhiệm kỳ 2025 của chúng ta.